Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 26 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Văn Lâm, đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Tổ đề án 06 tỉnh giao ban công tác tháng 4. Huyện Văn Giang nhân rộng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Bảo dưỡng kiểm tra trước khi đăng kiểm xe, giải pháp hạn chế ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4, Hội nông dân huyện Văn Lâm tổ chức đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội nông dân tỉnh chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện. Dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân trong huyện kết nạp được gần 2.000 hội viên mới. Hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm trên địa bàn huyện có 4.686 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với đó, các cơ sở hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng góp hơn 45 tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm, đình làng. Vận động hội viên hiến hơn 1.200 m2 để xây dựng 17 km đường làng ngõ xóm, 6 km kênh mương nội đồng, đóng góp hơn 12.170 ngày công lao động. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện phấn đấu hàng năm kết nạp 1.000 hội viên mới trở lên, 100% cơ sở hội, chi hội có quỹ và duy trì quản lý sử dụng hiệu quả quỹ hội, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề cho hội viên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh, ngay sau đại hội, Ban chấp hành Hội nông dân huyện Văn Lâm khóa 8 cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đối với công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của hội viên nông dân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua của hội và phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền nông dân tham gia chuyển đổi số, phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, ra soát, lựa chọn các chủ đề ô cốp, đăng ký sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từng việc cụ thể, từng nhiệm vụ được giao. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra sáng nay. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023, Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền thực hiện đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh và xác thực điện tử bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân. Về dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên đạt 87% trên tổng số hồ sơ toàn tỉnh. Đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 171.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân có thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc qua ứng dụng VNED. Đến hết ngày 12 tháng 4, hệ thống đã xác thực hơn 978.000 thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 87,81% kế hoạch. Toàn tỉnh có trên 255.000 trẻ em được cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, trong đó có trên 160.000 trẻ em đã được cấp định danh cá nhân, căn cước công dân. Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số,
Đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã cấp trên 1 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thu nhận 376.140 hồ sơ định danh điện tử, trong đó kích hoạt trên 197.000 tài khoản. Lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và đề án 06 đạt kết quả thấp, kiến nghị đề xuất những giải pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện đề án 06 trong thời gian tới đạt kết quả cao. Sau một thời gian triển khai thì công an huyện có báo cáo một số xã, cấp ủy, rồi chính quyền, rồi đoàn thể vào cuộc quyết liệt thì tỷ lệ cao. Ngược lại thì địa phương nào mà cứ khoán trắng cho công an thì cái tuyên truyền nhận thức của người dân người ta cũng không cao, thì người ta cũng chưa mặn mà cái này thì nó đạt tỷ lệ thấp. Vì thế là Yên Mỹ đã phải tổ chức một cái hội nghị mời cả bí thư chủ tịch các xã lên đấy, để quán triệt làm sao cả hệ thống chính trị vào cuộc trong cái đẩy mạnh cái thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử này. Thì Yên Mỹ cũng hỗ trợ cho mỗi cái tổ đề án 06 của cấp cơ sở là tối thiểu là 10 triệu và tối đa là 20 triệu tùy theo cái số xã to xã bé. Đến nay thì chúng ta đã cập nhật được toàn bộ cái hệ thống công chức viên chức từ cấp xã trên địa bàn tỉnh, 32.000 cái cơ sở dữ liệu, và chúng tôi cũng đang kết nối cái cơ sở dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Nội vụ, và khi hoàn thành thì nó sẽ liên thông với cả Bộ Công an và các bộ ngành liên quan. Về việc kết nối hai cái hồ sơ lưu trữ điện tử và thủ tục hành chính ấy, trong khi mà chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu chung thì cần thiết phải xây dựng cái tính năng lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Và nó phải được kết nối liên thông với cổng dịch vụ công của tỉnh. Thế và thứ hai là thực hiện được kết nối chia sẻ cái dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với cái hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh để nộp lưu hồ sơ vào cái lưu trữ cơ quan và nộp lưu hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào trung tâm lưu trữ lịch sử của tỉnh. Tức là hai cái phần mềm nó phải kết nối để nó liên thông với nhau đến các cơ quan và đến cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nằm ở trung tâm hành chính công. Có rất nhiều đồng chí lãnh đạo các địa phương được các sở thì cái hiểu về đề án 06 này thì nó đang rất lung tung mà ngại. Thực ra hỏi ra bây giờ thì rất nhiều đồng chí không hiểu, cứ nghĩ cái đề án 06 nó chỉ là cái chứng minh nhân dân, cái căn cước công dân, nhưng mà không phải như thế. Có thể tóm gọn là sắp tới lực lượng công an có lẽ là sẽ là tóm tắt cơ bản nhất những cái gì thuộc về đề án 06. Ví dụ đề án 06 là gì, là liên quan đến số hóa, là liên quan đến giải quyết cái thủ tục hành chính, là liên quan đến cung cấp cái dịch vụ công, nó ba vấn đề chính. Thì chúng tôi sẽ hệ thống hóa lại xong gửi tất cả các đồng chí các sở ngành và các huyện để các đồng chí đồng ngành, các đồng chí nắm được cái này, xong căn cứ vào cái nhiệm vụ cụ thể của chủ tịch giao chúng ta triển khai ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương đánh giá cao Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện Yên Mỹ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 06 theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt kết quả cao, nghiêm túc phê bình các sở xây dựng, giao thông vận tải, lao động thương binh và xã hội đạt kết quả thấp, đồng thời giải đáp những đề xuất kiến nghị khó khăn vướng mắc của các sở ngành địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Xác định là cái đề án 06 này là của cả hệ thống chính trị, giúp cho các tổ chức cá nhân và người dân được thực hiện cách thuận lợi nhất, đúng theo công cuộc là chuyển đổi số. Như bây giờ trong cuộc bây giờ gọi là chính phủ số, đúng không? Kinh tế số, xã hội số, và rất lưu ý là phải gắn trách nhiệm mà người đứng đầu, cấp ủy chính quyền các cấp trách, nếu không hoàn thành cái nhiệm vụ thực hiện đề án 06 mà để chậm so với nhiệm vụ của chính phủ giao thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Công an tỉnh sớm tham mưu để báo cáo tổ thực hiện đề án 06 và báo cáo với ban thường vụ và xây dựng một cái chỉ thị đẩy mạnh cái đề án 06. Sau cái chỉ thị thì các đồng chí công an cũng tham mưu cho tổ đề án 06 là cũng thực hiện ngay cái kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án tại cơ quan đơn vị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến và vận động người thân, gia đình cùng tham gia. Liên quan đến con người,
về trình độ về thực hiện đề án 06 còn lúng túng trong cuộc họp các đồng chí thảo luận. Thì tôi đề nghị giao cho Sở Nội vụ có văn bản gửi các huyện, thành phố, thị xã, thậm chí tất cả các xã, yêu cầu là có một tổ huấn toàn tỉnh để làm sao các đồng chí thạo việc trong chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện đề án 06. Liên quan đến thiết bị là giao cho công an sẽ rà soát toàn tỉnh tất cả các xã. Chủ trương là cho mỗi một công an xã một máy vi tính cấu hình cao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề án 06 và các nhiệm vụ khác chính trị địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Phan yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với cơ quan thường trực tổ công tác thực hiện đề án 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng bằng số liệu cụ thể để làm cơ sở đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2023. Hội nghị được nghe thông tin chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2023, định hướng đến năm 2050, kết quả xếp thứ hạng chỉ số PCI tỉnh Hưng Yên và tuyên truyền về chỉ thị của Ban Bí thư và một số văn bản của Trung ương của tỉnh về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên chủ động tham mưu với cấp ủy để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung được thông tin tại hội nghị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung, tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình giao thông, dự án công nghiệp trọng điểm. Vừa qua, tại huyện Khoái Châu, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo triển khai xác định chủ sở hữu, sản phẩm hoàn thiện logo, mô hình tổ chức quản lý, bộ công cụ quản lý và kiểm soát sản phẩm dược liệu mang nhãn hiệu tập thể Dược liệu Khoái Châu Hưng Yên. Huyện Khoái Châu với lợi thế đất đai màu mỡ, thổ nhưỡng, kinh nghiệm sản xuất nên diện tích cây dược liệu được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung. Toàn huyện có trên 1.500 mẫu trồng dược liệu với sản lượng khoảng trên 11.000 tấn dược liệu, chủ yếu là nghệ, rong giềng, địa liền, bạc hà. Hội thảo tập trung phân tích, xác định chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể Dược liệu Khoái Châu Hưng Yên, huyện Khoái Châu, lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể. Bộ tiêu chí cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể Dược liệu Khoái Châu Hưng Yên. Từ đó, nhằm mục đích để quản lý chất lượng, nâng cao uy tín và giá trị sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển. Năm 2023, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố chủ đề Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4. Phụ nữ với sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Tại Hưng Yên, nhu cầu được tiếp cận hệ thống sở hữu trí tuệ ngày càng tăng, đòi hỏi có những giải pháp hỗ trợ cụ thể. Hai sản phẩm chủ lực là ổi và cam của Hợp tác xã Rau Củ Quả An Toàn Văn Giang được chứng nhận OCOP 3 sao và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, nhưng cũng thường xuyên bị hàng hóa trôi nổi trên thị trường mạo nhận. Dù biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do chưa có nhãn hiệu riêng, nhưng Hợp tác xã vẫn đang gặp khó khăn trong việc đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Về cái quyền sở hữu trí tuệ thì chúng tôi chưa được tiếp cận và cũng rất là khó khăn, là không biết tiếp cận với cả tổ chức nào về cái thủ tục giấy tờ hay là các đơn vị liên quan. Sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Hưng Yên, nhiều doanh nghiệp do nữ doanh nhân đứng đầu đã chú trọng đến việc đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu kiểu dáng công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phát triển đã thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ngay từ khâu nghiên cứu. Tiêu biểu như công ty cổ phần Hoa Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên COSEI quốc tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều hộ sản xuất do phụ nữ làm chủ được hưởng lợi từ hệ thống nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ với sở hữu trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cần có những giải pháp tạo điều kiện xây dựng môi trường hỗ trợ cho phụ nữ phát triển tài năng và thúc đẩy đổi mới. Chị em phụ nữ thì cũng nên được bổ sung thêm các kiến thức về sở hữu trí tuệ. Chúng ta nên có những cái hoạt động kết nối mạng lưới. Một địa phương, một tỉnh như Hưng Yên cũng không thể nào mà làm thất được. Thì chúng ta nên kết nối được với cả các cái hệ thống
ở trung ương, ở các địa phương xung quanh để chia sẻ nguồn lực để cùng nhau làm cái hoạt động về thúc đẩy đổi mới sáng tạo hoặc thúc đẩy phát triển giáo dục trí tuệ nó mạnh mẽ hơn và nó lan tỏa hơn. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Thực hiện chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp, Hội Nữ Doanh nhân hỗ trợ tạo lập quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất thông qua việc vận hành trạm khai thác thông tin IP platform, xây dựng các nhãn hiệu tập thể, hỗ trợ đăng ký bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế. Là một trong những địa phương có nhiều tuyến đường kiểu mẫu đẹp trong tỉnh, đạt giải nhất trong cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu do tỉnh phát động tổ chức năm 2022, huyện Văn Giang đang tiếp tục hướng dẫn các xã tu bổ, bổ sung các hạng mục nhằm nhân rộng mô hình tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn huyện. Con đường này trước kia vốn nhỏ hẹp với chiều ngang chỉ khoảng 3,5 mét nên rất khó khăn cho người dân trong canh tác đi lại. Thực hiện chủ trương nâng cấp tuyến đường hướng tới mục tiêu xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương, anh Toán là một trong nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến gần 40 mét vuông đất để xã mở rộng đường. Đến nay, tuyến đường đã được nâng cấp 2 lần với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng, đảm bảo trải nhựa asphalt với hệ thống thoát nước rộng rãi, chiều rộng mặt đường 9 mét và đang chuẩn bị hạng mục lắp đèn, điện chiếu sáng. Phấn khởi lắm, đường xá rộng rãi, lưu thông được thuận lợi, phục vụ nhu cầu của dân dân tốt này. Khoảng hơn một năm là đường xá của Xuân Quan rất là rộng, nhiều tuyến đường rất là đẹp, thoải mái, có nhiều chỗ đậu xe vào được tận nhà vườn. Với diện tích hơn 170 ha trồng hoa cây cảnh, nhiều hộ dân xã Phụ Công vui mừng khi thoát được cảnh cây hoa thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa. Vì giờ đây, con đường trục nối từ đường tỉnh 378 tới xã Văn Đức, huyện Gia Lâm đã hoàn thành giai đoạn 1 với chiều dài hơn 1 km, rộng 10,5 m và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Không chỉ tạo thông thoáng trong giao thương của bà con mà còn đang phần nào tô thắm thêm cảnh quan của một vùng quê đô thị. Cảnh quan rất là đẹp, đường áp phan rồi điện bóng đèn cao áp chiếu sáng là vừa là văn minh và vừa là bảo vệ cho bà con. Tối đến có khi là bà con còn ở những cái khu vực giáp đê còn đi ra ngoài này là tập thể dục, tôi thấy là như thế là một cái mô hình phải nói rất là tuyệt vời. Trong năm 2022, sau khi tham gia cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện, tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các xã có tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tu bổ, bổ sung các hạng mục cho tuyến đường như nâng cấp thêm đèn điện chiếu sáng, làm cổng chào tại đầu tuyến đường, vẽ tranh bích họa tại các tường dọc trục đường. Tiếp tục chúng tôi vận động người dân hai bên là hiến một phần đất ra sản xuất nông nghiệp để mở rộng cái tuyến đường đó ra, vì đây là một cái trục phát triển kinh tế và đảm bảo được cái thông thoáng giao thương giữa các cái du khách về tham quan tiêu thụ sản phẩm của làng nghề cũng như là nhân rộng các cái tuyến đường mẫu trên địa bàn xã trong các tuyến khác. Nhiệm kỳ này đến 2025 thì các cái tuyến đường trục của xã Xuân Quan sẽ được cải tạo nâng cấp từ bê tông lên thảm asphalt và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống bó vỉa, rồi vỉa hè, rồi trồng cây xanh để đáp ứng cái tiêu chí các cái tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Được biết, năm nay và trong năm 2024, huyện Văn Giang phấn đấu có thêm 10 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại 10 xã trên địa bàn huyện. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với các đơn vị liên quan và Hiệp hội Ga Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Thực trạng và giải pháp ngăn chặn vi phạm pháp luật trong kinh doanh, chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Thời gian qua, thị trường kinh doanh mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng đã tồn tại nhiều bất cập, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cơ sở kinh doanh hợp pháp và đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như chiếm dụng vỏ chai, san chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc không đảm bảo duy trì điều kiện kinh doanh. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận đưa ra một số phương hướng, giải pháp chủ yếu như theo dõi diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt là kịp thời xử lý các vụ việc nổi cộng phức tạp trong sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, kiên quyết xóa bỏ tình trạng san chiết khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép, gây mất an toàn phòng chống cháy nổ, đe dọa đến tính mạng người dân, trật tự xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền về các vi phạm trong sản xuất kinh doanh mặt hàng này. Thời gian qua, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm khá phổ biến,
Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do các xe không chủ động bảo dưỡng phương tiện trước khi đi đăng kiểm, dẫn tới phải kiểm tra đi, kiểm tra lại. Mất vài ngày sau đăng ký để chờ đến lượt, hôm nay anh Lê Thanh Tỉnh tới đăng kiểm xe. Tuy nhiên, do không bảo dưỡng trước nên sau khi đăng kiểm viên tiến hành kiểm tra, xe của anh cần mang về sửa. Do lỗi, vệ sinh lọc gió, lọc dầu, ống xả, tháo bỏ các kết cấu lắp thêm trong thùng hàng. Với những lỗi này, anh Tỉnh chỉ phải mang ra đại lý sửa mất khoảng 30 phút, sau đó quay trở lại để kiểm định. Rút kinh nghiệm sau là trước khi tôi đến là tôi xử lý kỹ càng để đỡ mất thời gian của mình và của bên trung tâm, cũng đỡ phải chờ đợi. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do xảy ra các lỗi khi kiểm định, dẫn tới xe phải mang đi sửa chữa, sau đó kiểm định lại, làm mất thời gian, ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Theo các kiểm định viên của Trung tâm Đăng kiểm 8902, các lỗi thường gặp khi kiểm định chiếm khoảng 20% trong tổng số 56 hạng mục cần kiểm tra, chủ yếu là hệ thống phanh, cần gạt nước, dầu trơ lực phanh, lốp bị mòn, thiếu nước làm mát, các loại đèn cảnh báo bị hỏng, phanh tay, bộ phun nước, còi. Trước khi đến trung tâm kiểm định, nên đưa xe về hãng bảo dưỡng, ví dụ như hệ thống khí thải và hệ thống phanh, đèn, rồi là những cái trường hợp như xe tải có nắp thêm hoặc gia cố kết cấu thùng. Khi không sửa chữa và khắc phục những cái lỗi đấy thì chắc chắn là sẽ không đạt được. Các xe sau cũng sẽ phải xếp hàng chờ đợi, sẽ rất mất thời gian. Để hoàn thành đăng kiểm ngay lần đầu, các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, khắc phục những khuyết điểm, hư hỏng, tránh việc đưa xe đi kiểm định nhưng sau đó lại không đạt phải đưa xe về sửa chữa, ảnh hưởng tới tiến độ kiểm định, gây nên tình trạng ùn tắc, thậm chí còn mất thêm chi phí nếu hư hỏng, chờ sửa chữa đến ngày hôm sau mới kiểm định.